dưới chân là toàn nước rồi. Mùa này ở đây trong này rất nhiều nước. Giày dép không còn hồn gì của giày dép nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy khoảng nữa. Bây giờ còn 400 mét. 400 mét nữa thì về đến nhà. Nguyên cái khoản đi bộ đã mệt hết cả người. Những cái đường dây xa như này thì dân không phải mất phí ấy. Nó nằm theo quy định rồi. Hộ dân không phải mất phí cái gì cả. Chỉ phải đóng mỗi tiền thuê bao thôi. Đóng mấy tháng. Đóng 6 tháng trước. Những cái thuê bao này thì nó kéo khá là dễ. Nguyên nhân nó xa, nó mất thời gian rồi. Ban đầu thì phải đóng trước là 6 tháng. Đợt trước thì 100% là được khuyến mại thêm 2 tháng. Nhưng bây giờ khuyến mại 2 tháng được có 60 mấy % ấy. Một, hai, ba, bốn. Tám khoảng cột. Khá là xa. Đầu đầu phết. Ui dồi, đủ mai.
vãi trưởng, ít mẹ. Đôi giày này, đôi giày giờ thành cái ủng rồi. Đục. Đi về à? Thế đi đâu vậy? Xuống đây xem cái giày ngang cái ủng luôn. Biến thành cái ủng rồi. Thế mà không đi cái xe máy của chị Luyến ơi. Lúc nãy quên bảo không cầm luôn, đi xe máy của em ra lấy đồ. Thôi, đằng nào em cũng quay về rồi. Thôi được rồi, đằng nào cũng phải về mà. Vâng. Còn chốt dây chứ. Cột này. Ở nông thôn toàn cột điện như này thôi. Đấy. Cột này. Đấy, cột đẳng cấp rồi. Dây điện thì thò ra một màu.
Mùa này đi dưới này mát lắm mọi người. Mát xuống vòi. Mát xuống chim. Đây, ông khách trồng được cái cột cũng ngon phết. Ôi trời ơi, mùa xuân đến rồi đó. Đây, cái đường dây điện nó xà sát xuống cái ruộng nhà người ta rồi này. Có tiền lắp wifi rồi, không có tiền trồng cái cột. Khổ thế đấy.
sắp đến gần đến nhà rồi mọi người ạ. Còn 200 mét nữa thôi. 200 mét thì nó quá là đơn giản rồi. Không, hơn 100 mét nữa thôi. Đặt cho nhà ngoài hay là nhà trong? Đặt cho nhà ông Bằng ấy, nhà trong ấy. Nhưng mà sau này nó kéo nhà kia, kéo truyền hình là phải tốn tiền hơn đấy. Chị chẳng biết, nhưng mà bây giờ ông ấy bảo anh chôn cột mà anh là người bảo em vào chảy nhé. Ông ấy sợ là tín hiệu nó bị yếu. Thì theo em thì tín hiệu nó có yếu không? Yếu làm sao được. Thì tùy khách hàng thôi. Thì thế chị bảo là thôi, kéo ở nhà gần thì khoảng cách nó cũng ngắn hơn đúng không, nó cũng đỡ một khoảng cách đỡ xa hơn, nhưng mà ông ấy lại chưa về. Nếu ông ấy về thì chị nói chuyện, chị bảo là chắc chắn nó sẽ không yếu ấy thì còn được, nhưng bây giờ ông lại không muốn đặt ở đấy kia rồi. Thôi được rồi, cứ đặt cho ông. Chị bảo này, cái thế bao giờ lan, kéo lan thì hẹn bao giờ vậy? Cái nhà kia kìa. Mai. Cái kéo lan xuống cái nhà có cái tét nước ấy. Ờ. Đúng. Mai. Bao giờ nó được? Mai. À? Đi về rồi à? Mai. Mày có chị chưa? Chị đang ở cái nhà dùng kéo wifi, cái nhà em đang đốt lửa sưởi. Ra đấy làm gì đấy? Dùng wifi, 4G có dùng được đâu. Ờ, thế cũng có mật khẩu rồi à? Ừ, có mật khẩu rồi. Chị ạ, người ta phải xin được sao, chị lệ. Ừ, được. Ừ. Em đang đâu đấy? Đang trong nhà đấy. À, thế để chị vào nhá. Ông ấy chưa về, à đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, chị nhìn thấy rồi, về rồi. Ông Bằng về rồi. Đây, tức là bây giờ
đúng tròn 600 mét mọi người nhá. Tròn 600 mét ở đây là 390 mấy mét đây này. Đầu kia là 1000. Quá lên 200 mét so với cái ga lai. Ga lai triển khai. Triển khai thư báo. Ờ. Cắt tắt đó. Cắt đèn rồi. Lại quay. Thế là quay từ nãy à? Ờ, mấy tiếng đồng hồ mà. Sắp hết pin rồi. Người ta quay như cái đoạn đẹp thôi mà. Cho xem ai, xinh nhá. Đấy. Con sang. Ngon không? Thế nhìn như nào nhỉ? Đấy, đợi anh Bằng về để hỏi xem anh có đồng ý. Đang có về hôm nay nhà em chưa đi làm về. Thôi cứ kéo kéo qua cho ông Bằng đi. Mà mình hơi tối. Ừ, ngon. Này chưa làm được cái việc gì đây này. Bà bị được hai con hot like cả sai rồi. Thôi sẽ cứ để nhà đặt cái ông Bằng rồi tính. Mai mình kéo Lan mình lại chuyển được đúng không? Úp, cẩn thận. Thành một cái ủng luôn rồi. Đây này. Đây cái này bị ấy xe này bị hỏng xe nó mới thế chứ có phải mua xe mới đâu. Đây. Đây là lốp xe mới chứ không phải xe mới đâu. Lốp thời gian đã. Đấy là phí một cái cột ở ở ở chỗ ruộng đúng không? Phí đâu mà phí? Không dùng cái cột đấy mà. Cột nào? Đây, chị đi ra nữa đi. Chị đi ra nữa đi. Hả? Cần đi chèo. Được thế thôi. Không, chứ chị hỏi phí. Phí ơi, anh ấy bảo cái cột to to thì nó chỉ bằng cổ tay thôi. Thế thôi. Cột ở đây toàn cao chả giải quyết cái gì. Cái vườn keo này. Cột này cột dân chơi. Dạ. Máy em bảo Luyện vào đây không ấy. Lâu mà thèm làm. Bỏ thuê bao này. Giang nhỉ? Làm gì? Được 70 nó phạt. Được 70 bây giờ tính ra quá quá bao nhiêu mét cáp rồi. Bây giờ nó khoán dây mà. Nó chỉ cho tối thiểu một trung bình thuê bao 100 năm mấy mét thôi. Chị ăn hết thuê bao này ăn hết cả tháng của em rồi. Ngày xưa địa chủ cây voi. Giống bọn chị thôi. Bây giờ thấy cái gì ngon nó phân tích bảng lương lên đây. Nó phân tích bảng lương mà thấy cái gì ngon nó cắt hết mà. Cắt thì cái gì cứ cắt đơn giản như gì đó đấy ra.
chơi ăn thịt nữa. Bây giờ làm thật này chẳng ăn ai đúng không? Không có gì mà ăn này. Đúng thế mà ăn. Còn ngày xưa làm nhà mấy như ông rồi. Mà hỏi ra là phạt. Đấy, cái thời làm chơi ăn thật là cái hình hả? Con hài là đóng hình xấu. Một con sóng tư thật bao chuyển địa điểm với chết. Ngày ngày có 2 phút được 200 nghìn. Đầu tiên là... Đấy, bây giờ tôm đi.